Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Có lẽ trong nhiều năm trở lại đây, người dân Việt Nam chưa phải trải qua một trận đại dịch có mức nguy hiểm cao như dịch Covid-19. Qua đại dịch này đã cho thấy tinh thần hưởng ứng và đồng hành của người dân với chính phủ ở mức rất cao, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh như lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với toàn dân, toàn quân. Điển hình là trên địa bàn phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, người dân thể hiện ý chí chiến đấu rất cao khi phòng chống dịch bệnh và kết quả đạt được rất khả quan, thể hiện sự đoàn kết trên dưới một lòng vì sự an toàn cho bản thân và cho cộng đồng. Trước nhất là chúng tôi rất ủng hộ và rất cảm ơn đến chính quyền, đảng và nhà nước là đã giữ cho người dân chúng tôi là được có một, là tuy là cái bệnh dịch này thì ai cũng bị ảnh hưởng, nhất định không ít thì nhiều đều ảnh hưởng. Nhưng mà chúng tôi thấy là đảng và nhà nước và chính quyền làm rất tận tâm và rất đúng. Và cũng mong là mọi sự nó qua đi nhanh trong mùa dịch này để cho những cái người yếu thế, chẳng hạn như những người bán hàng vỉa hè, những người xe ôm và những người đi làm thuê, người ta có việc làm, chứ cũng không ai muốn là cứ ở nhà ăn không và nhận trợ giúp của nhà nước cả. Bên cạnh đó, công an phường Hàng Bông đã phối hợp cùng trạm y tế để tuyên truyền bằng nhiều phương thức như phát tờ rơi, nhắc nhở người dân bằng xe lưu động hàng tuần. Lãnh đạo phường cũng đã yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh mà không phải những mặt hàng thiết yếu thì buộc phải tạm dừng đóng cửa từ ngày 1 tháng 4 cho đến hết ngày 22 tháng 4 để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh. Sau khi có chỉ đạo của quận và thành phố thì chúng tôi cũng chỉ đạo các lực lượng là thường xuyên kiểm tra rà soát đối với những người đến từ vùng dịch từ nước ngoài về hay ở trong nước để có công tác khoanh vùng, giám sát cách ly. Đối với những đối tượng buộc phải quyết định cách ly thì chúng tôi ra quyết định cách ly 14 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế và phối hợp với cả Trung tâm Y tế để kịp thời đưa những ca bệnh nghi ngờ mắc Covid tới cái trung tâm, tới cái Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 ở Đông Anh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng giao cho bên công an phường là thường xuyên cử các lực lượng đi kiểm tra, tuần tra hàng ngày trên các tuyến phố, tuyến đường, các khu vực đông dân cư để yêu cầu người dân là thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, không tụ tập đông người và đeo khẩu trang. Không có việc gì cần thiết thì ở nhà. Cho đến nay, trên địa bàn phường Hàng Bông chưa phải ghi nhận một trường hợp nào nhiễm virus, nhưng toàn dân vẫn luôn đề cao cảnh giác và không lơ là chủ quan trong chiến dịch. Ngoài ra, lãnh đạo phường và các tổ chức cá nhân trên địa bàn cũng đẩy mạnh việc quyên góp, hỗ trợ về vật chất để ủng hộ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trên cái tinh thần đang chống dịch Covid như này, thực sự là đây là cũng thấy qua chị em phụ nữ giới thiệu, thì tôi có cái sản phẩm của nhà là sản xuất ra từ hạt gạo của nhà quê, làm ra sợi mì, thì là muốn mang đây để mà ủng hộ một ít gọi là tình cảm trong lúc dịch bệnh này của những chị em phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Còn thực sự là chúng tôi thì cũng đi, điều kiện thì chưa có gì là khá giả lắm, nhưng mà cũng đã đi ủng hộ phát động nhiều nơi ở phụ nữ này để xuống dưới này để mọi người cảm nhận được cái sản phẩm của nhà quê nó như thế nào. Là mọi người cùng chung tay để thực hiện những cái điều ước của nhà nước đưa ra để mà sớm qua được cái dịch bệnh này, để mà mọi người lại trở lại làm ăn bình thường. Có thể thấy, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, cùng với nỗ lực của chính phủ trong phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19, mỗi người dân trên cả nước hãy luôn nêu cao ý thức tự phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tại mỗi khu dân cư, các hội, đoàn thể chính trị, xã hội hãy chủ động tuyên truyền cho người dân về cách phòng tránh hiệu quả, khai báo y tế cũng như lên phương án hành động, cách ly nếu có trường hợp mắc dịch bệnh nguy hiểm này trên địa bàn. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.